Xin chào các em. Trong tuần trước, chúng ta đã học được một số vấn đề liên quan đến hệ phương trình tuyến tính, đó là khái niệm hệ phương trình tuyến tính, điều kiện để một cái hệ phương trình tuyến tính có nghiệm và hai thuật toán để giải hệ phương trình loại này, đó là thuật toán Gauss và thuật toán Riemann. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài này với những cái ví dụ để làm nổi bật lên cái ưu và cái nhược của hai thuật toán nói trên, nhằm mục đích là để cho chúng ta sau này có thể lựa chọn một cách linh hoạt cái thuật toán phù hợp để giải quyết dạng bài tập mà người ta đề ra. Có lẽ trước khi đi vào bài học hôm nay, để các em tiện theo dõi, tôi xin nhắc lại một cái số điểm chính quan trọng được học trong tuần trước. Thứ nhất là điều kiện để hệ phương trình tuyến tính có nghiệm. Theo định lý Kronecker-Capelli thì hệ phương trình tuyến tính vô nghiệm khi mà hạng của ma trận hệ số A bé hẳn hơn hạng của ma trận hệ số mở rộng. Nếu như hạng của hai ma trận này bằng nhau thì ta kết luận hệ phương trình có nghiệm. Và trong trường hợp có nghiệm thì ta chia làm hai cái khả năng là hệ có nghiệm duy nhất và hệ có vô số nghiệm. Theo định lý, hệ vô số nghiệm khi mà hạng của A bằng hạng của A ngang và nhỏ hơn số ẩn của phương trình. Còn nếu như hạng của ma trận hệ số A và hạng của ma trận hệ số mở rộng A ngang bằng nhau và bằng số ẩn của phương trình thì người ta kết luận hệ có nghiệm duy nhất. Điểm thứ hai cần nhắc đến đó là hai cái thuật toán, thuật toán Gauss và thuật toán Riemann. Thuật toán Gauss nói rằng là khi mà chúng ta muốn giải một hệ phương trình tuyến tính thì chúng ta sẽ đưa ma trận hệ số mở rộng A ngang về một cái ma trận bậc thang bằng các cái phép biến đổi sơ cấp. Đây là ma trận A ngang. Ta sẽ biến nó về một cái ma trận bậc thang C bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Đó là các phép biến đổi gồm có là đổi chỗ hai dòng, nhân một dòng với một số khác không và cộng vào một dòng, k là một dòng khác. Thì khi ta đưa được ma trận A ngang này về ma trận bậc thang C, thì dựa vào ma trận bậc thang C, các em sẽ viết ra một cái hệ phương trình tuyến tính tương đương với hệ ban đầu, mà nó dễ giải hơn. Thì dựa vào đó, chúng ta giải hệ mới và để suy ra cái kết quả của cái hệ ban đầu. Đó là nội dung của thuật toán Gauss. Thứ hai là thuật toán Riemann. Thuật toán này nói rằng là để giải một cái hệ phương trình tuyến tính thì trước hết điều kiện để áp dụng thuật toán này là cái số phương trình nó phải bằng số ẩn. Chỉ có cái điều kiện này nó được thỏa mãn thì ta mới có thể dùng thuật toán Riemann. Và lúc đó ta đi làm cái gì? Ta tính D là định thức của ma trận các hệ số và tính các DI, các em biết rồi đó, các DI đó là các cái định thức mà thay cái dòng, thay cái cột Y trong cái định thức D bằng cái cột hằng số tự do phía sau. Sau khi mình tính D và tính các DI thì người ta nói rằng là nếu như D khác không, ta kết luận rằng hệ lúc này có nghiệm duy nhất. Và để tính các cái XY x1, x2, x3, xn đó thì người ta nói rằng là muốn tính xy thì ta lấy dy ta chia cho d. Trường hợp d bằng 0 mà tồn tại ít nhất một cái dy nào đó khác không thì ta kết luận ngay hệ phương trình vô nghiệm. Nếu d bằng 0 mà tất cả mọi dy cũng bằng 0 thì lúc đó hệ phương trình vô số nghiệm hoặc vô nghiệm. Như vậy các em thấy theo thuật toán Riemann được trình bày trên bảng thì mình thấy ưu điểm của thuật toán Riemann là chỗ nào? Em thấy là nếu như người ta hỏi mình hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì rất là dễ nếu mình dùng thuật toán Riemann, bởi vì lúc đó mình chỉ cần cho định thức D khác không, một điều kiện mà thôi. Hoặc là thế này, hoặc là người ta hỏi mình á, là tính cho họ một cái xy cụ thể nào đó, x2 chẳng hạn hay x3 chẳng hạn, một cái xy trong cái hệ thì ta sẽ tính cái gì nè?
ta tính DI và tính D, tính hai cái cũng tương đối đơn giản. Hoặc là nếu ta hỏi gì nè, tìm M để cho hệ phương trình này hoặc là vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm thì ta chỉ cần cho D bằng 0. Tới khi vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm thì D bằng 0. Chỉ cần D bằng 0 thôi, một điều kiện thôi. Và như vậy rất đơn giản. Nhưng nếu như người ta yêu cầu là nói rõ là hệ vô số nghiệm thì thuật toán Riemann không giải quyết được. Bởi vì họ chỉ kết luận được là hệ hoặc là vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm, còn cụ thể là vô số nghiệm hay vô nghiệm thì làm không rõ được. Giống như là thuật toán đã nêu trên bảng. Như vậy đây là một cái số ưu điểm và nhược điểm của thuật toán Riemann. Và đặc biệt hơn nữa là em nhớ rằng là thuật toán Riemann là chỉ dùng được khi nào mà cái hệ phương trình của mình á nó có số phương trình bằng số ẩn. Trong khi đó thuật toán Gauss thì hệ phương trình của mình á là có bao nhiêu phương trình, có bao nhiêu ẩn ta cũng làm được. Tuy nhiên là khi muốn tính một cái xy cụ thể bằng Gauss thì ta phải biến đổi liên tục cái ma trận A ngang cho đến ma trận C bậc thang rồi từ đó mới giải, có nghĩa là mình không làm tắt được, phải làm đến tận cùng. Thì đó cũng là cái nhược điểm của thuật toán Gauss. Trên bảng tôi có tóm tắt cho các em những cái tình huống có thể xảy ra khi mình gặp một cái hệ phương trình biến tính. Thế khi nào ta dùng Riemann? Thứ nhất là muốn dùng Riemann thì số phương trình phải bằng số ẩn. Sau đó số phương trình bằng số ẩn, nhưng cái câu hỏi của họ đặt ra là phải như thế này: tìm một cái xy cụ thể hoặc là tìm điều kiện để hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Đó, đây là cái điều kiện D khác không. Hoặc là tìm điều kiện để hệ hoặc là vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm, cái nào cũng được, thì mình cho D bằng 0. Còn Gauss thì sao? Các trường hợp khác thì có lẽ chúng ta nên dùng phương pháp Gauss. Vừa rồi tôi vừa tóm tắt với các em phần lý thuyết nêu ưu nhược điểm của hai cái thuật toán Gauss và Riemann. Bây giờ chúng ta đi vào những cái ví dụ cụ thể để minh họa cái điều này. Xin mời các em theo dõi. Bài thứ nhất, giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau đây. Các em thấy hệ này nó có bao nhiêu phương trình, bao nhiêu ẩn này? Nó có 3 phương trình mà 4 ẩn. Như vậy rõ ràng để giải quyết bài này ta không thể dùng thuật toán Riemann được. Vậy ta dùng thuật toán Gauss. Thuật toán Gauss thì chúng ta phải làm cái gì đây? Ta viết cái ma trận hệ số mở rộng A ngang ra. Ma trận này, cái dòng đầu tiên của nó là 1, trừ 3, 2, 0. Đây là 1 là hệ số x1, trừ 3 là hệ số x2, 2 là hệ số x3, 2 này là hệ số x4 và 0 này là cái hằng số tự do đầu tiên bên tay phải của cái phương trình đầu tiên. Tương tự như vậy thì em sẽ viết được cái dòng thứ hai của ma trận A ngang. Đó là 2 nè, trừ 2, 5, 6 và 0. Dòng thứ ba là 3, trừ 1, 8, 10 và 0. Đây là ma trận A ngang. Sau khi viết được cái ma trận hệ số mở rộng rồi, thì theo phương pháp chúng ta sẽ dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng đưa A ngang về bậc thang. Các em theo dõi nha, đây là A ngang. Bây giờ muốn đưa về bậc thang thì sao nè? Có phải là mình cần cái số 2 này và số 3 này là số 0 không? Chuyện này rất quen thuộc với mình trong những tiết học trước. Vậy thì để số 2 này trở thành số 0 nè, tôi giữ nguyên dòng thứ nhất. Tôi lấy dòng thứ hai tôi trừ đi 2 lần dòng thứ nhất. Mục tiêu là để cho số 2 này biến thành số 0. Lúc đó ta được, đây là 0. Trừ 2, trừ đi 2 lần cái trừ 3, đó là 4. Tiếp tục chỗ này là 1. 5 trừ 2 lần 2, tức là 5 trừ 4 là 1. 6 trừ 4 là 2. Bên đây vẫn là số 0. Muốn số 3 này trở thành số 0, thì ta lấy dòng thứ 3, ta trừ đi 3 lần dòng thứ nhất. Chỗ này em được là 0 nè. Đấy, tính toán thôi. 8, 2, vị trí này là 4 và vị trí này là 0. Như vậy là đang dần dần đưa về bậc thang.
Bây giờ muốn là bậc thang thì nè, dòng thứ nhất, dòng thứ hai là tốt rồi. Tốt ở đây có nghĩa là đối với hai dòng khắc không này thì phần tử khắc không đầu tiên bên trái của dòng thứ hai đã nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khắc không đầu tiên bên trái của dòng thứ nhất là số 1. Nhưng dòng 2 và dòng 3 thì chưa tốt, bởi vì hai phần tử khắc không trên hai dòng này nó đang nằm trên cùng một cột này. Vậy chúng ta phải làm số 8 này trở thành số 0, đúng các em? Muốn như vậy thì chúng ta phải lấy dòng 3 trừ đi hai lần dòng thứ hai. Ta giữ nguyên dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Lấy dòng 3 mà trừ 2 dòng 2. Em theo dõi nha. 0 trừ 0. Chỗ này là 0. 8 mà trừ đi 2 lần 4. Tức là 8 trừ 8. Chỗ này là số 0. 2 trừ đi 2 lần 1. 2 trừ 2 là 0. 4 trừ đi 2 lần 2 là 0. Đương nhiên cái này 0 trừ 0 là 0. Khi ma trận này là ma trận bậc thang rồi. Đúng chưa? Vì sao? Bởi vì dòng bằng 0 nằm dưới các dòng khác 0. Và đối với các dòng khác 0 thì phần tử khác 0 đầu tiên bên trái của dòng dưới này nó đã nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác 0 đầu tiên bên trái của dòng trên. Như vậy ta làm xong bước thứ nhất. Theo đúng thuật toán ta làm cái gì nữa? Các em xem nha. Sau khi đưa về bậc thang rồi thì từ đây ta sẽ viết ra một hệ phương trình tương đương với hệ ban đầu. Hệ này viết như thế nào? Dòng thứ nhất nè, 1 này là 1x1, trừ 3 này là trừ 3x2 đó, 2 là 2x3, 2 này là 2x4 và 0 là 0 này. Ở dưới nè, 0 này là 0x1 đó, 0x1 thì khỏi viết cũng được. Rồi 4x2, 1x3, 2x4 bằng 0. Đây, dòng thứ 3 toàn bằng 0, 0. Nếu viết ra là ta có nè, 0x1 cộng 0x2 cộng 0x3 cộng 0x4 bằng 0 thì đó là hiển nhiên đúng rồi, cho nên ta không cần viết nữa. Như vậy ta vừa làm xong cái bước thứ hai là dựa vào cái ma trận bậc thang viết ra một cái hệ phương trình tương đương với hệ ban đầu. Tương đương có nghĩa là kinh nghiệm của nó y như nhau. Bây giờ ta sẽ dựa vào cái phương trình này để ta giải. Thế em thấy nè, khi mình giải là mình giải ngược lên, từ dưới lên. Và cái phương trình thứ hai nó là một phương trình mà nó có đến 3 ẩn x2, x3, x4. Thế ta biết rồi, một phương trình mà đến 3 ẩn thì ta phải cho 2 ẩn hai hằng số tùy ý, hoặc là mình cho x3 bằng t hay là mình x4 bằng t gì đó, rồi cho x2 là m hay là x3 bằng m gì đó, cho hai trong ba đứa này một cái số thuộc R. Thế thì để tính toán cho nó dễ thì có lẽ là mình nên cho như thế này. Đây, cho x4 bằng t. Nếu như mình cho x3 thì x2 tính theo t với là tính theo cái x3 này thì phải chia 4 xuống ra phân số thì nó không được đẹp lắm. Cho nên mình cho x2 đi ha. Mình cho x2 là m. Hiển nhiên là phải số khác. Nó không có phụ thuộc vào nhau. Mình cho x4 là t, x2 là m. Vậy thì từ đấy mình chuyển vế, mình tính được x3. Ta dễ thấy được là x3 là trừ 2t, trừ 4m. Sau khi mình có x2, x3, x4 rồi, em cầm đó, em thế lên phương trình thứ nhất. Em tính được x1, đúng chưa? Cái chỗ này tính toán đơn giản thôi. Tôi ghi kết quả luôn. Ta có x1 là 2t cộng 11m. Và cái nghiệm như thế này nè, người ta gọi là nghiệm tổng quát của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này đây. Nó có một cái khái niệm nữa. Nhân tiện tôi giới thiệu luôn, cái chỗ này mình sẽ gặp trong cái phần mà không gian vector ở chương 2 phía sau. Từ cái nghiệm tổng quát này nè, người ta mới viết ra cái nghiệm gọi là hệ nghiệm cơ bản. Ta làm như sau. Trong này thì mình có hai cái biến tự do là t với m. T và m có thể nhận bất kỳ giá trị nào thuộc R. Thế người ta làm như thế này, tên nè, đây là m, đây là t nè. Người ta cho m là 0, t là 1. Ta thế vào cái nghiệm tổng quát thì ta được một cái nghiệm họ gọi là cái nghiệm cơ bản thứ nhất. Em thế m là 0 và t là 1 thì chỗ này nè là 2 nè, chỗ này là 0, chỗ này là bao nhiêu? Là trừ 2, chỗ này là 1.
Rồi ngược lại người ta lại cho thế này, cho M là 1 và T là 0. Cầm M và T em thế lên cái nghiệm tổng quát thì em được một cái nghiệm cơ bản thứ hai. Đó, dễ dàng tính thấy là 11, 1 trừ 4 và 0. Đây là hệ nghiệm cơ bản. Như vậy là trong nghiệm tổng quát nếu nó có hai cái biến tự do M với T thì ta sẽ có hai cái nghiệm cơ bản. Ta vừa giải quyết xong cái bài tập thứ nhất bằng phương pháp Gauss, giải quyết bằng Gauss bởi vì là cái hệ này, cái số phương trình của nó không bằng số ẩm. Xin mời các em tiếp tục theo dõi này. Bài số 2. Tìm M để hệ phương trình này có vô số nghiệm là câu A, câu B là vô nghiệm. Các em thấy cái bài số 2 này số phương trình là bao nhiêu? Là 3. Số ẩn là bao nhiêu? Là 3. Như vậy thì cái điều kiện để sử dụng thuật toán Riemann là điều kiện này tốt rồi. Câu hỏi thì như thế nào? Câu A hỏi là tìm M để cho hệ này vô số nghiệm. Họ muốn cụ thể là vô số nghiệm. Còn câu B họ hỏi cụ thể là vô nghiệm. Thì vừa rồi mình có nhắc rằng là đối thuật toán Riemann ta làm như thế này không được. Ta chỉ biết được là nó hoặc là vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm. Còn cụ thể thì ta không biết. Như vậy thì trong bài số 2 này, mặc dù rằng số phương trình bằng số ẩn, nhưng ta cũng phải giải nó bằng thuật toán Gauss. Em theo dõi nha. Ta cũng sẽ viết cái ma trận hệ số mở rộng. 1, 2, 3, 6. Dòng thứ hai, 2 này, trừ 3, 1. Hệ số các cái x1, x2, x3 đó tụi em, 5. Dòng thứ ba là trừ 3, trừ 6, trừ 9, m. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái ma trận A ngang này về ma trận bậc thang. Nó đây. Dễ dàng thấy rằng là chúng ta cần phải giữ nguyên dòng thứ nhất. Lấy dòng 2 trừ đi 2 dòng 1 để cho số 2 này thành số 0. Lúc đó ta được 0. Chỗ này là trừ 7 nè. Chỗ này là trừ 5. Chỗ này là trừ 7 nè. Tính thử một cái nha. Trừ 7 ở đâu có nè. Ta lấy dòng thứ 2 trừ 2 lần dòng thứ nhất. Tức là lấy 5 nè. Trừ đi 12. Phải trừ 12 không? Thì ra trừ 7. Đó. Các cái số này tính tương tự. Để số trừ 3 này thành số 0, có phải là ta sẽ lấy dòng thứ 3 cộng với 3 lần dòng 1 không nè? Lấy dòng 1 làm chuẩn các em nhé. Lấy dòng 3 cộng 3 dòng 1. Các em dễ thấy rằng chỗ này là số 0. Chỗ này là số 0. Chỗ này là số 0. Chỗ này là bao nhiêu nè? M cộng 18. Đúng rồi, M mà cộng 3 lần số 6 này, tức là M cộng 18. Bậc thang chưa? Bậc thang rồi đó. Đấy là ma trận bậc thang. Đó. Tại vì là cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới đã nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng phía trên nó. Mà bậc thang rồi, như vậy thì bắt đầu biện luận được rồi. Câu A hệ người ta yêu cầu rằng là tìm M để cho hệ phương trình có vô số nghiệm. Như vậy ta phải nhớ lại cái định lý. Hệ phương trình vô số nghiệm khi nào nè? Hệ phương trình vô số nghiệm khi mà hạng của ma trận hệ số A nó bằng hạng của ma trận hệ số mở rộng A ngang và bằng và nhỏ hơn cái số ẩn. Hạng của A đó tức là hạng của cái ma trận bên tay trái này nè. Còn hạng của A ngang thì bằng hạng của cả cái ma trận bậc thang này nè. Đó. Thế bây giờ ta cần là RA bằng RA ngang và nhỏ hơn 3 nha. Thế em nhìn vào cái ma trận bên trái này nè. Có phải là hạng của nó là 2 không nè? Tại vì dòng thứ ba bằng không rồi. Hai dòng trên khác không, cho nên hạng của ma trận này là 2, tức là RA bằng 2. Vậy ta cần là RA ngang cũng phải bằng 2. Mà bằng 2 thì lúc đó nhỏ hơn 3 là chuyện hiển nhiên rồi. Vậy là chỉ cần RA ngang bằng 2. Hai dòng đầu tiên của ma trận A ngang khác không? Đấy rồi nè. Như vậy thì bây giờ cần là cái dòng thứ ba của A ngang này cũng phải bằng 0. Tức là ta cần cái gì nè? Có phải ta cần là M cộng 18 bằng 0 không nè? Như vậy ta cần là M bằng trừ 18. Đây chính là đáp số của câu A. Câu B nha. Hệ phương trình vô nghiệm, ta nhớ lại xem.
muốn hệ phương trình tuyến tính mà vô nghiệm thì sao? Thì hạng của ma trận A nó phải nhỏ hẳn hơn hạng của ma trận hệ số mở rộng A ngang. Hồi nãy ta vừa nói là hạng của A thì bằng 2, bằng hạng của ma trận này là bằng 2. Vậy thì bây giờ muốn R A ngang lớn hơn này thì R A ngang bằng 3. Mà muốn bằng 3 thì dòng thứ 3 của nó phải khác không? Như vậy ta cần M cộng 18 khác không? Tức là ta cần M khác trừ 18. Đó là kết quả của câu thứ 2. Là các em xem ha. Bài số 2. Nó sau bài thứ nhất thì như thế nào nè? Không dùng Gram-me giống bài thứ nhất. Nhưng mà cái lý do nó khác. Lý do đó không phải là bởi vì là cái số phương trình nó khác số ẩn. Số phương trình bài này bằng số ẩn. Nhưng không dùng được là bởi vì họ hỏi cụ thể quá. Hỏi là vô số nghiệm. Hỏi cụ thể là vô nghiệm. Thì Gram-me mình làm không được. Cho nên phải dùng Gauss. Một cái ví dụ khác. Bài số 3 yêu cầu là tìm M để hệ phương trình sau đây có nghiệm duy nhất. Hệ này có bao nhiêu nghiệm? À, ta nhìn kỹ xem. 3 nghiệm. À, xin lỗi, 3 ẩn. Có 3 ẩn. X1, X2, X3. Có mấy phương trình? Có 3 phương trình. Vậy là cái điều kiện để sử dụng Gram-me là ổn rồi. Số phương trình bằng số ẩn. Sau khi ổn như vậy rồi thì mình thử xem là cái dạng câu hỏi của họ là cái gì nè. Thì họ đang hỏi mình là tìm M để hệ có nghiệm duy nhất. Hỏi có nghiệm duy nhất. Dùng Gram-me quá tốt, đúng không? Ta chỉ cần một điều kiện thôi, đó là định thức D của ma trận hệ số khác không? À, như vậy thì bài này lại dùng Gram-me nè. D là định thức của ma trận A. A là ma trận các hệ số. À, ta liệt kê nó lên đây. Dòng thứ nhất của nó là 1, M trừ 1. Đây. Dòng thứ hai là 2, 0, 1. Hệ số X1, hệ số X2 và hệ số X3 đó. Dòng thứ 3 là M02. Ta tính nó ra. Và ta cho khác không? Cái định thức cấp 3 này tính quá dễ. Có thể sử dụng rất là nhiều phương pháp để tính cái này. Ví dụ như em thêm 2 dòng để em dùng quy tắc Sarrus chẳng hạn. Hoặc là khai triển thêm một cái dòng, một cột nào đó. Ví dụ đây là khai triển theo cái cột thứ hai này là cũng tốt nè. Nó có đến 2 số 0. Ở đây tôi tính sẵn luôn, nó là M nhân M trừ 4. Vậy thì bây giờ yêu cầu bài toán tương đương với D khác không? Tương đương với muốn D khác không tức là mình muốn M nhân với M trừ 4 khác không? Vậy ta cần là M khác không và M khác 4. Em nhớ đây là chữ và nhé. Là chữ và và chữ hay à. Tức là phải thỏa đồng thời cả hai cái điều kiện này. Đó là bài số 3. Bài này dùng Gram-me rất tốt. Nhanh gọn. Ta thử một ví dụ tiếp theo. Ta qua bài số 4. Tìm X3. Thỏa cái hệ này đây. Rồi, các em thấy nè. Hệ này bao nhiêu phương trình? 3 phương trình. Bao nhiêu ẩn? 3 ẩn. Điều kiện để dùng Gram-me. Được rồi. Thỏa mãn điều kiện để dùng Gram-me. Hỏi cái gì? Hỏi tìm cụ thể một cái XY thôi. Ở đây là hỏi tìm X3. Vậy thì dùng Gram-me rất tốt, đúng không em? Tính mấy cái nè. Tính hai điều. Tính D là định thức ma trận hệ số. Thứ hai là tính D3. Ta tính D ra. Thì đây. Đây là ma trận hệ số, định thức của ma trận hệ số. 1, 2, trừ 1, 1, 2, trừ 1. 2, 1, 1, đây là 2, 1, 1. Trừ 1, 0, 1, là đây nè. Trừ 1 là hệ số X1 nè. Ở đây là 0, X2 tụi em hả? Không có X2 tức là 0, X2, 1, X3. Em tính nó ra, nó bằng trừ 6. Rồi, tiếp theo thì mình tính. Tính D3. Các em còn nhớ D3 tính như thế nào không? D3 đó là cái định thức có được bằng cách là thay cái cột thứ 3 trong D này nè. Cái cột mà trừ 1, 1, 1 này nè. Bằng cột nào? À, bằng cái cột hệ số phía sau này đây. Bằng cái cột trừ 1, 4, 1 này đây. Đây. Em thấy chưa? Trừ 1, 4, 1 là cái cột này nè. Đó. Để vô thay cái cột thứ 3 trong D này. Và đến đây,
ta tính nó ra dễ thấy, cái này các em có thể tự tính được bằng trừ 12. Như vậy thì ta tính được x3 rồi. X3 thì bằng cái gì nè? Lấy d3 chia cho d. Vậy là lấy trừ 12 chia cho trừ 6. Kết quả là x3 bằng 2. Đó. Bài số 4 giải quyết rất nhanh bằng thuật toán Riemann. Rồi, xin mời các em tiếp tục nha. Bài số 5, mình sẽ rèn luyện cái kỹ năng chọn lựa thuật toán thông qua một số bài tập như thế này đây. Bài số 5 hỏi là biện luận theo em số nghiệm của hệ phương trình sau đây. Hệ này, 3 phương trình 3 ẩn. Câu hỏi là biện luận số nghiệm. Riemann được không? Khó đúng không? Là vì sao? Riemann thì cái chỗ mà vô nghiệm với vô số nghiệm thì không giải quyết triệt để được. Mà mình bây giờ biện luận là phải cần nói rõ lúc nào là vô nghiệm, lúc nào là vô số nghiệm. Vậy thì chúng ta dùng thuật toán Gauss. Tức là phải đi viết cái ma trận hệ số mở rộng A ngang. Nó đây. Rồi bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng đưa A ngang về bậc thang. Đây, cái công việc làm rất là quen thuộc. Ta giữ nguyên dòng thứ nhất. Nhìn vào đây dễ thấy rằng là muốn số 2 này thành số 0. Ta lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1. Kết quả ta được. Đây là 0. 5 mà trừ đi 4, chỗ này là số 1. Trừ 3 trừ đi 2 lần số trừ 1 này có phải là trừ 1 chưa? 2m mà trừ đi 2 lần m, chỗ này là số 0. Bây giờ ta cần số trừ 1 này thành số 0. Cái vị trí này thành số 0. Vậy thì ta làm sao? Có phải là ta lấy dòng 3 cộng với dòng 1 không? Giữ nguyên dòng 1 nha, để xử lý dòng 2 với dòng 3 đó. Em có chỗ này là số 0. Chỗ này là số 1. Trừ 1 cộng 2 đó em. Rồi lấy cái em bình phương trừ em cộng với trừ 1. Thì cái vị trí này em có là em bình phương trừ em trừ 1. Rồi cái cuối cùng là 0 cộng với m. Chỗ này là m. Đó, gần giống bậc thang rồi. Chỉ một động tác nhỏ nữa thôi. Ta làm số 1 thành số 0. Tại vì hai cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của hai dòng này nè, dòng 2, dòng 3 này là không thể nằm trên cùng một cột được. Như vậy ta lấy dòng 3 trừ đi dòng 2, giữ nguyên dòng 1 với dòng 2. Hai dòng này tốt rồi. Ta lấy dòng 3 trừ dòng 2. Ở đây em có số 0. Chỗ này em có số 0. Em bình trừ em trừ 1, em trừ cho trừ 1 thì còn là em bình phương trừ em mở. Rồi, chỗ này là em trừ 0, nó được là m. Đó. Đây phải là ma trận bậc thang chưa? Phải rồi đó. Phải rồi. Vậy là có thể dựa vào cái ma trận cuối cùng này để biện luận được rồi đó. Và em nhớ nha, cái ma trận này nè, ma trận lớn này nè, nó không phải là A ngang. Cái ma trận bên trái này nè, không phải là A, nhưng hạng là như nhau, hạng của ma trận lớn này nè, chính là hạng của A ngang. Và hạng của cái ma trận bên tay trái của cái A của cái ma trận này nè, ma trận lớn này nè, hạng của nó bằng hạng của A. Bởi vì mình học là các phép biến đổi sơ cấp trên dòng không làm thay đổi hạng ma trận. Đây, đây là cái ma trận cuối cùng đây. Ta dựa vào nó để biện luận. Và biện luận số nghiệm thì các em nhớ là đối với một cái hệ phương trình tuyến tính thì có mấy trường hợp xảy ra? Nó có 3 trường hợp xảy ra mà thôi. Thứ nhất là hệ vô nghiệm. Thứ hai là hệ vô số nghiệm. Thứ ba là hệ có nghiệm duy nhất. Hệ phương trình tuyến tính thì không thể nói rằng là hệ đó có đúng 2 nghiệm, có đúng 3 nghiệm được. Nếu có nghiệm thì hoặc là nghiệm duy nhất, hoặc là vô số nghiệm. Bây giờ ta biện luận các trường hợp xảy ra nha. Có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất là hệ có một nghiệm, tức là hệ có nghiệm duy nhất đấy. Khi nào? Thì theo định lý là muốn hệ có nghiệm duy nhất thì RA nó phải bằng RA ngang và bằng số ẩn của phương trình. Ở đây số ẩn phương trình là 3. Như vậy là cần RA bằng RA ngang bằng 3. Cái ma trận bên trái này là hạng của nó bằng hạng của A. Thì có là một dòng khác không nè, hai dòng khác không rồi. Như vậy là bây giờ muốn RA mà bằng 3 đó, bằng N đó, thì em cần cái dòng thứ ba này phải khác không. Có đúng chưa nè? Mà khi dòng này khác không thì đương nhiên là cái hạng ma trận lớn này nè, tức là hạng của RA ngang này nè, cũng là 3 luôn. Bởi vì dòng này cũng là, nếu cái này mà khác không thì nguyên cái dòng dưới này của ma trận lớn nó cũng khác không. Vậy có phải là để thỏa mãn cái đẳng thức này nè,
thì em cần là em bình phương trừ m khác không không ạ? Đây, em bình phương trừ em khác không. Giải ra thế được là gì? M phải khác không, và lại nói rồi nha, lưu ý là phải chữ và m khác một. Ta xong trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nói về hệ có vô số nghiệm. Khi nào hệ vô số nghiệm? Nhớ lại xem, hệ phương trình tuyến tính nó vô số nghiệm khi mà hạng của A, RA phải bằng hạng của ma trận hệ số mở rộng, RA ngang bằng RA giống ở trên, nhưng nó phải nhỏ hơn số ẩn, nhỏ hơn N. Đây, ta có RA bằng RA ngang, nhỏ hơn N là nhỏ hơn 3. Phương trình này, hệ phương trình này có 3 ẩn mà, nhỏ hơn 3. Nhưng mà cái RA đó em thấy là trên này là đã có hai dòng khác không rồi. Như vậy là cái hạng của nó đó tệ lắm mắt cũng là 2. Vậy bây giờ mà muốn nhỏ hơn 3 thì mình cho cái dòng này nó bằng không đi. À, dòng nó bằng không. Cho cái dòng này là không này, không này. Cho cái em bình phương trừ em bằng không một cái đó thì coi như là cái RA bằng 2. Đúng chưa? Nhưng mà cái em bình phương trừ m này bằng không thì cũng chưa chắc gì cái RA ngang nó bằng 2, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái m bên đây nữa nè. Muốn cho cái RA ngang này nè bằng 2 thì cả cái dòng dài dưới này nè nó phải bằng bằng không hết. Có nghĩa là mình cần đến hai điều kiện lận, em bình phương trừ m bằng không và m cũng phải bằng không. Đây, ta ghi em bình phương trừ em bằng không và m cũng phải bằng không luôn. Thế giải cái này ra thì mình được thấy là m bằng không. Như vậy là mình giải quyết xong cái trường hợp thứ hai, là cái trường hợp hệ có vô số nghiệm. Bây giờ còn một trường hợp là hệ vô nghiệm. Thì theo định lý hệ vô nghiệm khi mà RA nó nhỏ hẳn hơn RA ngang. Thì em thấy nè, RA này là tệ lắm là cũng là gì? Là hạng là 2 đúng không nè? Em muốn mà RA ngang mà nhỏ hơn RA, em muốn RA nhỏ hơn RA ngang thì sao nè? Bởi vì RA ngang á, tối đa là 3. Như vậy thì RA chỉ có thể là 2 thôi. Chỉ có thể là 2, tại vì nó có sẵn hai dòng khác không rồi. Muốn vậy thì sao? Thì ta cần là cái dòng cuối cùng này nè của ma trận bên trái á, nó bằng không. Nhưng mà cả cái dòng dài của ma trận lớn này nè khác không. Có nghĩa là ta cần em bình phương trừ em bằng không, nhưng m thì cần khác không. Đây, em bình trừ em bằng không và m khác không. Ở trên này nè, giải ra là em bằng không với em bằng một, mà do điều kiện dưới này là em khác không, vậy thì em có em bằng một. Ta thử xem nha, bài số 6 nói cái gì. Bài số 6 yêu cầu là giải và biện luận hệ phương trình. À, trong này m là tham số. Họ cho mình một cái hệ phương trình. Hệ phương trình này có bao nhiêu phương trình? Có 3 phương trình. Bao nhiêu ẩn? 3 ẩn. Ẩn là x, y, z, tham số là m. Bây giờ giải và biện luận, nghĩa là trong cái từ biện luận tức là phải nói là khi nào thì có nghiệm, khi nào thì vô nghiệm, mà có nghiệm thì nghiệm là bao nhiêu, nếu vô số nghiệm thì phải chỉ rõ cái nghiệm tổng quát của nó, cái dạng nó như thế nào. Như vậy thì rõ ràng vì có cái chữ biện luận như thế này cho nên là có biện luận cái số nghiệm như thế này cho nên là chúng ta nên dùng Gauss. Và tôi đề nghị các em về làm thử bằng thuật toán grammar coi thử là nó có khó hơn không, và khó hơn thì nó khó hơn ở cái điểm nào. Ở đây thì tôi sẽ giải nó bằng thuật toán Gauss. Tôi ghi ma trận hệ số mở rộng ra. Cái dòng này là cái dòng đầu tiên đó. Hệ số x1 này, hệ số x2, hệ số x3 này, cái hằng số tự do bên bên tay phải đó. Cái này cũng vậy, là một này là hệ số x1 này, hệ số x2, hệ số x3 đây. Tương tự cho dòng cuối cùng. Thế bây giờ nhiệm vụ của chúng ta có phải là đưa cái ma trận này nè về ma trận bậc thang không? Ta thấy rằng là nếu ta giữ nguyên dòng thứ nhất để làm cho cái số 1 với số 1 dưới này nè nó bằng không thì cái công việc làm này được thôi, nhưng mà nó hơi khó là bởi vì em muốn số 1 này thành số 0 mà em dựa vào dòng 1 làm chuẩn á, thì có phải là em cần lấy dòng 2 này nè, em trừ đi, trừ đi bao nhiêu nè? Trừ đi 1 trên m lần dòng 1. Có phải không nè? Tự nhiên nó phải có ra cái phân số. Tính toán đã khó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lỡ cái m này nó bằng không thì mình để dưới mẫu đâu có được, như vậy phải biện luận nữa.
Cho nên là cái dòng thứ nhất này này thường là ở cái vị trí A11 này là cái vị trí này đây. À, mình nên nó là một cái hằng số mà nếu được cái đẹp nhất đó là số 1 hoặc số trừ 1. Thì khi đó mình giữ nguyên dòng 1, mình xử lý mấy dòng dưới này nè, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không đụng phân số, cũng khỏi bị lỗi. Vậy thì tôi tiến hành cái việc làm như sau nè. Tôi sẽ đổi chỗ dòng 1 với dòng 3, tôi đem cái dòng 1 này xuống để với dòng 3. Tại vì tôi thấy là cái M này nó để đây không tốt, tôi đem xuống tận cùng dưới này luôn. Tôi đổi chỗ dòng 1 xuống dòng 3. Tôi đem dòng 2 lên dòng 1, mục đích là để cho cái số 1 nó nằm ở cái vị trí A11 cho đẹp. Rồi, và dòng 3 thì lên vị trí dòng 2. Ta được kết quả đây. Đây, em thấy nè, đây là dòng thứ 3 nè, đã được đưa xuống thành, xin lỗi, đây là dòng thứ nhất nè, đã được đưa xuống thành làm dòng thứ 3 nè. Dòng thứ 2 lên dòng thứ nhất nè. Dòng thứ 3 đây đây, lên làm dòng thứ 2. Đó. Em thấy khi mình làm như thế này nè, thì nhờ cái vị trí A11 này là số 1 nè, thấy chưa? Cho nên nếu mình lấy nó làm chuẩn để xử lý cái số 1 này với số M này thì nó tiện lắm. Ví dụ như là ta muốn số 1 này thành số 0 thì ta làm sao? Ta giữ nguyên dòng thứ nhất. Ta lấy dòng 2 trừ dòng 1, 1 trừ 1 bằng 0 mà. Ta lấy dòng 2 trừ dòng 1. Kết quả chỗ này là 0. Chỗ này là 1 trừ em. Đấy, 1 trừ em. Chỗ này là em trừ 1. Đúng rồi. Chỗ này là em bình phương trừ em. À. Còn bây giờ muốn cái em này bằng 0 nè, thì có phải là mình sẽ lấy cái dòng thứ 3 mà trừ đi m lần dòng thứ nhất không? Kết quả ta có đây là 0. M mà trừ đi m lần số 1, tức là m trừ m, chỗ này là số 0. Chỗ này là bao nhiêu em ha? 1 trừ m bình phương, đúng không nè? Đây nè, em thấy không? Mình nhân m vào đây nè, thành m bình phương nè, mà lấy 1 trừ m bình phương nè, đây, lấy 1 trừ m bình phương nè. Chỗ này bao nhiêu nè? 1 mà trừ đi m. Đó. Cuối cùng chỗ này là 1 trừ m bình phương. À, bình phương là bởi vì mình nhân chỗ này cho m mà. Chỗ này là 1 trừ m bình. Gần giống bậc thang rồi. Bây giờ muốn là bậc thang thì em chỉ cần xử lý cái 1 trừ m bình phương này nè, à, thành số 0 thôi. Lúc đó em giữ nguyên dòng thứ nhất nè, mình giữ nguyên dòng thứ hai. Mình lấy dòng này mình trừ đi 1 cộng m lần dòng này. Đây, giữ nguyên dòng 1, dòng 2. Em lấy dòng 3 em trừ đi 1 cộng em dòng 2. Tính toán, em thấy dòng thứ 3 có kết quả như sau. 0 nè, 0. Chỗ này là 1 trừ em nhân em cộng 2. Chỗ này là 1 trừ em bình cộng 1. Cái này là em tính toán thôi ha, không có gì hết. Đó. Thì khi mình lấy dòng 3 mình trừ 1 cộng em dòng 2, mình có kết quả như thế này đây nè. Đó. Bây giờ tôi thấy nó bậc thang rồi nha. À, tôi giữ nguyên đây nè. Tôi sẽ biện luận cho em coi nha. Trường hợp thứ nhất là nếu như mà m khác trừ 2 và m khác 1 thì lúc đó mình có RA bằng RA ngang bằng N. Cho nên mình kết luận là hệ có nghiệm duy nhất. Nó bằng N là bởi vì dưới này khác không nè. Trên này khác không luôn. À, và dễ dàng tính nó ra được nè. Hệ có nghiệm duy nhất, nghe chưa? Viết nó lại nè. Ở đâu mà có cái này, tôi đơn giản cái 1 trừ m đi đó, tại nó khác không mà. À, dưới này tôi cũng đơn giản 1 trừ m đi nè. Đó, tôi chia nó xuống. Thì Z bằng nè, chỗ này. Lấy em bình phương cộng 1 chia em cộng 2 nè. Rồi thế lên trên, tôi tính được y. Thế lên trên này nữa, tôi được x. Đó là trường hợp thứ nhất. Đây. Trường hợp thứ hai cũng thật cái hệ này. Bây giờ nếu mà tôi cho đây bằng 0 nè, là có hai trường hợp xảy ra là em bằng 1 và em bằng trừ 2 nè. Thì lúc em bằng 1 mình thấy là RA bằng RA ngang bằng 1. Tại vì thế 1 vô thì chỗ này là số 0, chỗ này là số 0, chỗ này là số 0 luôn nè. Thì kết luận là sao em nhớ không? Hệ vô số nghiệm. Bằng nghiệm là bao nhiêu? Thì bây giờ mình thấy em bằng 1 vô đây nè. Ở đây này. Dòng dưới bằng 0, dòng thứ hai bằng 0 luôn. Dòng thứ nhất là 1, 1, 1, 1. Tức là x cộng y cộng z bằng 1. Vậy thì ta có một phương trình ba ẩn cho z bằng t, cho y bằng m, tính x theo t và m. Ta được kết quả. Trường hợp thứ ba em nhớ không? Còn một trường hợp là gì nữa? Em bằng trừ 2. Thì khi em thấy bằng trừ 2 vô dòng thứ ba thì em có cái gì nè? Đây nè, cái chỗ này là số 0 nè, nhưng chỗ này là 15 nè. Vậy bên đây á, hạng của A là 2, bởi vì có hai dòng khác không, trong khi hạng của A ngang là 3, 3 dòng khác không. RA nhỏ hơn RA ngang, kết luận ngay hệ phương trình vô nghiệm. Như vậy là giải quyết xong bài số 6. Các em thân mến, như vậy là qua tiết học hôm nay chúng ta đã làm xong cái bài hệ phương trình tuyến tính. Tuần sau chúng ta sẽ ôn tập
cái chương 1 bằng một số bài toán trắc nghiệm nhằm mục đích là để phục vụ cho cái việc kiểm tra giữa học kỳ và thi cử của các em. Mong các em về nhà ôn tập tốt. Chúc các em sức khỏe. Hẹn gặp các em trong tuần sau. Thân mến chào các em.